chín chín tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em mới. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với ly hào sầu. Lâu châu mai với những địa lối đã bao phen mau anh tuôn, cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà súng đàn này vui sinh nở sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm tôi thơ mất năm chào tất cả các bác, lại quay trở lại với các bác trong một cái clip giới thiệu với các bác những cái bộ mic không dây. Thì hôm nay bên Micro Audio sẽ giới thiệu với các bác đó là dòng mic không dây hàng dòng 6 số các bác nhé. 6 số sản xuất là 16 tháng 7 2018, còn rất là mới các bạn, rất là mới và đẹp. Sản xuất 2018 được hơn 1 năm chút rồi các bác nhá. Đây là các tay mic đây, em đã test cũng như kiểm tra, tất cả đều có 7 bộ các bạn, 7 bộ. Đều là cái tay màu gold. Đấy, tay màu gold. Nó bạc đi một chút rồi vì quá trình sử dụng nó cầm nắm. Đây là toàn bộ nha các bác nhá. Đầu màu vàng đây, sản xuất ngày 17/2018, cái này không có tem, em sẽ cho các bác xem. Đây các bác nhá, cái tem nó còn nguyên đây các bạn. 16 tháng 7 2018 này còn rất đẹp, rất đẹp luôn các bác nha. Đây là cái đầu côn luôn nhé các bạn, em tháo ra kiểm tra. Thì những cái hàng này là tất cả đều hàng chọn các bác nhá, hàng chọn nhá, xuất sắc em không lấy, nói chung nó phải đẹp mà tươm tất thì em mới lấy hàng. Đây là cái côn của nó nha, đó zin đét luôn các bác nha. Đây là bên trong tay mic này, cái tay nó thì nguyên khối rồi này, cái trục của nó này, đó bằng nhôm luôn các bạn, không phải lo móc méo hay là xước các bác nhá. Cái này đây, đây nó chỉ biết xước thì hàn rồi thôi các bác nhìn không ạ, nhìn chéo chéo thì thấy này. Đây là cái bên trong lái pin vẫn còn nguyên các bác nhá, lái pin này. Ở đây có chế độ bắt sóng xa gần nhá, chế độ low 2 các bạn. Khi các bác bắt sóng xa thì sang chế độ 2, nhưng mà với chế độ 2 thì pin nó sẽ ăn nhiều hơn chế độ lâu. Nếu mà các bác sử dụng trong gia đình thì các bác để chế độ lâu thì sẽ tiết kiệm pin hơn. Đấy, tiết kiệm pin hơn trong gia đình hoặc là phòng hát các bác nhá. Đây là những cái dầu mic này, nguồn nó nhá. Đây, thì quay lại cái đầu thì các bác, đầu mặt trắng, model của nó là ULXD4D. Đấy, của hãng KTV. Sóng của nó là sóng UHF của hãng KTV các bác nhá. Đây nó có ghi rõ trực tiếp đây ạ, của hãng KTV nhá. Thì của KTV thì quá nổi tiếng rồi. Cái chất âm cũng rất là hay và cái độ bền nó thì trời rất là thích được các bạn. Đây em sẽ thử lại tính mic nhá các bác nhá. Đây trông cũng khá là tốt các bạn. Cái độ trông cũng khá là tốt. Đây em đang để đây. Cái dòng này có tự ngắt các bác lưu ý nhá, dòng này có tự ngắt 6 số luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn em đang để đây. Lên 1, 2. Rồi anh sẽ dừng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về. Tiếng xỉ quá hay được các bạn. Đây các bác nhá, ở đây cái hệ đời mới này nó sẽ trực tiếp các bác volume to nhỏ nó sẽ ở đây luôn này. Nó không có nút vặn các bác nhá, không có nút vặn nhá, tăng to nhỏ đây luôn ạ, tăng nút cơ luôn này. Đó, các bác chỉ ấn lên xuống là được. Ở đây nó có chế độ là test khi các bác bị mất cái tay sóng từ đầu với cái tay thì các bác có thể xử lý cái chế độ là IR đây. IR này có nghĩa là sẽ bắt sóng với cái tay mic nhanh nhất, có nghĩa là chọn nhanh nhất cái thông tin từ thông số 6 số đây nhé các bác nhé. Đây 6 số đây với cái 6 số đầu kia. Đấy, bắt tay mic rất là nhanh. Lên 6 bay 6 bay.
Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác lạnh buồn lẻ loi tim mong em trên từng loa. Tôi gối tay tôi để ôm chìm sự cũ nhắc lại hai chúng mình. Đó, rất là hay luôn các bác nhá. Tiếng rất là nhẹ và thanh tiếng. Sản xuất 2018, đầu nó rất là đẹp các bạn. Đời rất là đẹp. Tất cả nguyên zin các bác nhá. Còn có tem hết các bạn, có tem ở đằng phía sau hết luôn nhá. Model của nó là ULXD4D. Đấy, của hãng KTV. Đây với cả tay mic đây các bác nhá. Đây em sẽ quay cụ thể cho các bác nào mà đặt hàng thì đừng có như hôm nọ là có một bác cũng khá là nhiều bác ấy, nhưng mà em không quay lên thôi. Có nghĩa là nhận hàng các bác là tôi muốn là như cái ở trong hộp thì cái hàng bãi chắc chắn là người ta sử dụng rồi thì chắc chắn là phải xước sát chứ không thể trọn vẹn được. Đấy. Không thể trọn vẹn được. Đây là em chọn 7 bộ quá là đẹp luôn rồi. Chỉ có 7 bộ thôi. Các bác nhìn đầu này, từ đầu mic này. Ống ngà như vàng 4.9 luôn các bác nhá. Đẹp như này còn chê, nhiều bác bảo là xước một tí. Hàng qua sử dụng vận chuyển thì không thể tránh khỏi. Thứ hai là đã dùng qua rồi, nó không như hàng mới. Đấy các bác, đấy các bác phải hiểu. Đã chơi hàng bái nó chất lượng thì các bác lại thích nó đẹp như trong hộp nữa thì em cũng chịu luôn rồi. Thật sự không nói em rất là bức xúc. Lý do rất là củ chuối các bạn. Ok em sẽ hát thêm một đoạn ngắn các bạn. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, sự chăn tay gọi tên bạn hiếu, sợ giàu sang quên kẻ đâm dao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chút thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm mu xa, sự chiêu chân tìm xa nghìn thơ. Tiền đổi thay khi rú cơn mê, để chua xót trên lối về. Dịu trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in hàn đường đời. Mình còn ai đâu để vui khi cho xa vung lầy nhân thế. Có yêu tư bột biến lên sáng môi. Bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chân đêm thôi thui một mình. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa tình lên trong mắt. Đoạn đường ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Quá là ngọt luôn các bác nhé. Đấy. Ok, các bác nào mà có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp Michael Audio, số điện thoại cũng như là thông tin Zalo, Facebook của bên Michael Audio là 0977434361. Giá thì em sẽ để với thanh công cụ nhá. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác đừng quên like và đăng ký kênh.